Soho quay xe để mà trao lại cho Zhang Zhou quả dây chuyền mà em gái tặng mình, chính tay đeo quả dây chuyền cho Zhang Zhou. Vẻ mặt Zhang Zhou khá lạ, ngây ngô ngơ ngác ngào ngạt có vẻ chưa hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Cái này là quà mà em anh tặng mà, cô Zhang Zhou nên đeo cái này để tôi không lo lắng khi mình phải rời đi, cứ hãy vui vẻ nhận lấy nó đi. Nhưng phải đeo cái này thì anh Soho mới an toàn mà, tôi cũng đâu phải là người bị đuổi theo đâu. Thôi nào, cứ hãy nhận lấy nó, vì tôi chẳng có gì để cho cô ngoài nó. Thế là Zhang Zhou cũng ngại ngùng đành nhận lấy thôi, từ chối làm chi. Còn anh trai Wang Tae sau khi gọi cho mấy anh trai cảnh sát thì vẫn thấy Zhang Zhou và Soho đứng ở đấy. Son Hee bước ra nhìn cũng thấy họ, lẽ nào anh đã báo công an bắt họ rồi sao? Còn mẹ nó, nếu họ bị bắt thì tôi cũng sẽ bị bế đi đấy. Why? Vì bạn cùng phòng của tôi đã giấu anh ấy đi. Anh ấy chạy vào phòng chúng tôi và bọn tôi đã giấu anh ấy, làm sao đây? Còn má nó, chết tiệt, cái đồ phản bội này. Thế là Son Hee tốc độ bay xuống dưới báo cho Zhang Zhou và Soho ngay, và luôn cái tin sét đánh này. Ây da, đỡ thầy dậy đi mấy đứa, nguy cấp lắm rồi, chuồng lẹ đi anh em. Soho lên xe xứ, phóng đi như là tên. Chúng ta cũng mau chuồng lẹ đi Zhang Zhou à. Cảnh sát thấy là chết hết cả lũ tháng 8 ùa về là ăn cám. Rồi cảnh sát đến và thấy thật lần này là thành heo miệng rồi vì sắp ăn cám ngập mồm. Nè cho anh hỏi, mấy đứa có thấy anh trai nào mặt vét và đi bai si khổ không? Em đứng đây từ chiều mà chẳng thấy một cái gì luôn, đó mấy anh trai à? Hình như có kiểu mấy anh trai nhân cơ hội này Zhang Zhou cùng Son Hee chuồng lẹ. Mấy anh trai cảnh sát thì hoang mang, cứ ngỡ giấc mơ đang tan dần khi ấy lang thang một mình bơ vơ tìm nỗi nhớ mơ hồ. Rồi lại bế Wang Tae về tra hỏi. Wang Tae thì đang lý quỳ trên bàn khóc như ngạn mất Hà Lan, như thầy ba rớt ranh kim cương. Cậu nói nhìn thấy xe đạp và Soho nhưng nếu phải, tôi đáng chết, chúng tôi phải đến núi Ogong và tìm thứ lũ cộng sản giấu. Bởi vì cậu báo cáo rằng thấy Soho nên chúng tôi phải quay về đây. Tôi sorry, lao cậu bò lại đây xem nào. Wang Tae đúng là hậu đậu, đứng dậy mà cũng đụng trúng quả đèn, thiệt là hết lói lổi. Tự nhiên nói gì vậy, tự hỏi lại mình đang đứng về phía ai đi, là phe bọn tôi hay phe Soho? Hả, tên không bắt được Soho. Thôi, xử nó dùng anh đây mấy em. Anh mệt rồi, đi làm vài trận ranh giải trí đã. Tha chết cho em đi mấy anh trai, tình trạng là em con độc thân, đang cưa được một em gái hơi xinh, chờ ngày rất em ý về dinh. Cô ấy là em gái của chủ tịch nhà máy bia đấy, đây là cơ hội tuyệt vời để có được em ý trong tay. Bình tĩnh đi mấy anh trai, thật ra thì sau này em sẽ báo cáo thật cẩn thận hơn, không để sơ suất dư thế này xảy ra nữa đâu. Sau khi đạp xe suốt cả buổi chiều trốn mấy anh trai cảnh sát, thì có vẻ Soho đã chạy đến được căn cứ của mình để ẩn náu. Việc lẩn trốn có vẻ đã chót lọt, đây là lúc mà Soho có thể quẩy banh xác rồi. Soho tiến hành đi xuống tầm hầm để làm vài cốc bia cùng homie của mình, cho vơi đi u sầu mệt mỏi. Không có chung để bấm nên Soho đành phải gõ cửa xem có ai đến chưa, và có một anh trai ra mở cửa. Có vẻ anh ta đợi ở đây đã từ rất lâu rồi. Trong anh định nghĩa hai tiếng yêu thương anh không thể trao cho ai, kể từ khi anh có em mùa thu đó anh có em. Vụ việc lần này là trách nhiệm của tôi, lỗi của tôi khi không giám sát chặt chẽ. Tác chiến lần này fail là do trách nhiệm của Captain là tôi sẽ báo cáo lại như vậy. Đề nghị đồng chí khiếp sai lầm vụ việc này dùng tôi nha. Vậy phải làm gì tiếp theo đây? Tôi bị thương khi bị rượt đuổi và không thể giúp được gì. Bây giờ tôi đã comeback, chúng ta phải start lại activity. Đội ngũ viện trợ sẽ sớm được cử tới. Cậu nói cái điều gì thế? Tôi sẽ tự tay mang Hanji Shopee về Bắc Triều Tiên, nhưng cơ hội win rất little. Dù sao thì chúng cũng biết fail của Captain rồi. Thôi, lập tức theo sát hành động của tên Hanji Shopee đi. Anh trai này có vẻ khá là cay cú, rất muốn bóp còi khi lói, mà Soho không listen to me, đành phải bước ra đi. Soho cũng rất bực khi mà đang lói mà anh trai kia tự nhiên bước đi. Cởi áo ra cho ló mát thì bỗng nhiên thấy ai khâu tên của mình lên áo. Có vẻ Zhang Zhou đã rảnh rỗi sinh nông nỗi mà đi khâu dùng rồi. Thiệt là mệt với cái bà Zhang Zhou này, khâu làm chi cho người ta biết tên của mình chứ. Sau khi mà tiễn Soho đi và nhận được quả dây chuyền từ cậu ấy, thì Zhang Zhou có vẻ tươi tắn hơn, chẳng còn những hạt phiền muộn lào mà bám lên mặt nữa rồi. Đem thao đi rửa mặt cho ló có sức sống, trong cuộc sống cần có một tấm lòng. Nhưng mà dù vui vẻ là thế nhưng trong lòng thì buồn rạt rào nhớ hôm nào Soho tặng quả dây chuyền. Trong một ngày tuyết giá biết bao nhiêu khó khăn lạnh buốt trong tâm, rồi nước đầy thao, bà chị Moon ok lợi tắt dùng, đổ cái địa chỉ gặp mặt một lát, bà chị đi vào phòng trước rồi khóa cửa thật chặt, cùng nhau bước đi vào trong phòng trang điểm đánh phấn tô son. Bắt đầu từ khi nào? Từ khi nào mà hai người lại lén lúc lạ lùng lây lan? Hít thở sâu, em thấy chị buồn cười lắm hả? Chị đang nói chuyện gì thế? Kaka, thậm chí chị còn như đồ ngốc ahihi khi không biết hai người đang hẹn hò. Chị còn nói rằng sẽ đi Berlin và gặp anh ấy, và em bảo rằng chị hãy xách ba lô mà đi. Thật là lực cười bao nhiêu khi nói ra nhiều như vậy chứ. Còn em thì lại đàng hoàng mời anh ta đến đây, nắm tay người đã từng là đối tượng của chị ngay trước mắt chị. Em là người inbox trước sao? Nè vừa nha chị, cái ngày hẹn hò nhóm ấy ở shop băng đĩa lậu hải ngoại, cái gì cơ? Cái tên khốn nạn này, anh ấy nói với mình là có hẹn trước mà. Tôi không phải là sinh viên đại học, cậu đã nói chuyện đó với anh ta sao? Cũng nè vừa luôn nha chị, sao lại có thể chứ? Bà chị mỉm cười nhẹ rồi đi chảy lại tóc tai. À đúng rồi, em làm gì mà có lỗi chứ? Một người không phải là sinh viên lại dám đi hẹn hò, đúng là mơ mộng hão huyền. Việc muốn sang Đức là sai lầm của chị, sau này chị sẽ yên phận sống thật tốt. Goodbye em. Ơ kìa chị, đợi xíu. Bà chị Moon ok đi về bàn làm việc của mình, ngồi lên ghế, gác chân lên bàn, định xé quả vé mời lúc party over này, nhưng suy nghĩ lại thì thấy nó hơi lạ lạ nha. Mở quả sổ điểm danh ra check thì khá là bất ngờ khi anh ta làm sao mà vào được khi không thông qua soát vé chứ. Rồi nhớ lại cái lúc khi mà cùng Zhang Zhou phơi đồ ở trên lầu, nghĩ ra được là có thể anh ta đã được giấu ở tầng 4 ngay trong căn phòng đó. Nhưng mà chờ đã, người đàn ông đó có thể nào là gián lan, gián điệp? Thôi rồi chết mi ơi, công chuyện với Zhang Zhou của tôi, vậy thì anh ta là gián điệp rồi. Bà chị Hezong thì đang ở phòng vuốt móng tay, chắc bà Moon ok đã nghĩ đến việc xé xác anh ta ra mất. Nhưng mà đợi chút, Moon ok là người kiểm phiếu mà, nếu người kiểm vé và không thấy người đàn ông ấy vậy thì sẽ thật kỳ lạ, rồi chị ấy sẽ không để yên vụ này đâu. Trời ơi, điên mất thôi, rồi chắc chắn sẽ đi nói với bà cô. Dù sao thì anh ta đã rời đi mà cũng chẳng có bằng chứng. Rồi đột nhiên bà cô quản lý đến điểm danh, cầm quả roi thông thả mà bước vào phòng, phía sau lưng là bà chị Moon ok. Rồi bà cô dừng lại hỏi Zhang Zhou, sao em lại giật bắn mình, em đã làm gì sai sao? Không cô ấy, cô đến làm em hơi run, đứng thẳng người xem nào, chỉ với một lựa chọn sai lầm có thể hủy hoại cuộc sống của em đấy. Tiệc mở cửa đã kết thúc rồi, nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của em đi nào, đừng có vì bất cứ chuyện gì mà làm hỏng kỳ thi biết chưa. Rồi cuối cùng bà cô đã đi, bà chị Moon ok vẫn chưa nói gì cả, không thể see được gì qua đôi eyes của bà chị. À đúng rồi, áo của anh Soho để trong phòng này thì nguy hiểm lắm, vậy để ở đâu thì sẽ an toàn nhỉ? Rồi thế là Zhang Zhou đem đống đồ lấy ra ngoài, đến một nơi nào đó, và phía sau cô có bà chị Moon ok đang theo dõi để xem Zhang Zhou làm gì đây. Định đi xuống thì thấy bà chị bị Mộng Du bước một mình giữa đêm khuya làm hết cả hồn,
giật hết cả mình, tưởng đâu có con ma. Rồi bà chị Mộng Du lại vì cột cứ đâm đầu đâu tìm ra lối, nên Răng Rô đành phải ra tay. Hầy, việc gì cũng phải tới tay Răng Rô lầy. Rồi bà chị đi về phía Bun Ok, có vẻ bà chị lại đọc hiến pháp rồi, làm Bun Ok muốn ký rồi đầu bà chị một cái. Răng Rô thì có vẻ đến gặp bác bảo vệ để gửi gắm mớ đồ này của Soho, vì cũng chẳng biết để nó ở nơi nào nữa đây mà không bị phát hiện, và chỉ có bác bảo vệ là người thân thiết nhất với mình, giàu lòng bao dung và ngập tràn tình thương với Răng Rô, luôn luôn giúp đỡ Răng Rô trong mọi tình huống. Rồi ở phía trên kia có vẻ bà chị Bun Ok đã nghe được cuộc đối thoại giữa họ, rồi lần này lại có thêm công chuyện giới Răng Rô của tôi nữa rồi mấy má ơi. Bà chị Bun Ok biết chuyện là đi xa hết cả phòng, gửi đồ cho bác bảo vệ giữ hộ xong, Răng Rô về phòng làm một giấc thật ngon nghẻ, đem dây chuyền ra ngắm như con đẻ, mặt dây chuyền thì như tôm thẻ, muốn cắn một miếng vì trong nó thật là ngon bổ rẻ. Còn Soho thì đi thăm viếng người đồng đội đã ra đi sau trận chiến với những cống hiến rất là to lớn cho tổ chức, những ngày mà cùng nhau háo hức không làm gì để phải thất đức, sát cánh bên vai cùng nhau dạo dực chờ đợi một ngày cách mạng thắng lợi thành hiện thực, dặn lòng phải trở thành một đội trưởng thật mẫu mực, làm gương cho anh em, nhất quyết không để ai phải ra đi vì mình nữa, cơm canh đầy đủ các bữa, sức khỏe cường tráng hơn nữa. Bà chị Bun Ok thì có vẻ đang gọi điện cho công an để báo tin này. Hôm trước anh nói sẽ đưa cho ai bắt được gián điệp 50 triệu won đúng không? Nếu như báo cáo được gián điệp tôi sẽ được bao nhiêu? Công an chưa kịp báo giá thì bà cô quản lý đi lại cúp máy. Tại sao em lại tò mò về nó? Rốt cuộc thì tại sao em lại tò mò bắt gián điệp sẽ được bao nhiêu hả? Vì em muốn báo cáo. What is it? Mấy đứa ở phòng 207 đã giấu gián điệp đi. Em nói cái điều gì thế? Nếu như em có bằng chứng thì sao? Rồi họ đến phòng bác bảo vệ tìm bằng chứng. Bun Ok lục tìm rồi thấy quả ba lô quần áo của Soho mà Răng Rô đã gửi bác bảo vệ giữ hộ. Bà cô thì có vẻ cũng đã từng thấy chiếc ba lô này, lắm lại bàn tay định đấm Bun Ok. Ông Kim à, thank you ông, tôi sẽ tìm người khác trong vài ngày tới. Xin hãy đảm bảo rằng ông có thể đào tạo anh ta thật tốt. Tôi thì không biết gì, đừng đuổi tôi mà. Bun Ok dọn đồ về phòng. Mệt chưa, đổ đồ ra làm gì giờ, phải bỏ Rô lại. Hầy, bà cô lúc này thì trong lòng rất là bực, nắm luôn đôi bàn tay lại. Lần này thì sẽ đưa hết mấy đứa phòng 207 về ngay dại. Người mà họ giấu không phải là gián điệp mà là một sinh viên biểu tình, nhưng người của bên cảnh sát đều bảo anh ta là một gián điệp mà. Em nghĩ sao về việc chứa chấp anh ta trên gác mái và mang đồ ăn cho anh ta? Nếu tòa án phán quyết anh ta không phải là gián điệp thì sẽ còn cái nịt chứ đừng nói là 50 củ won. Nếu làm như vậy thì em nghĩ rằng họ sẽ bỏ qua cho em sao? Họ không ngần ngại biến ai đó vô tội thành gián điệp để tạo ra kết quả đúng với những gì mà họ muốn. Em không nghĩ mình là một con mồi lý tưởng sao? Cũng là em của một người theo cộng sản còn gì? Vì 50 củ sao không bị tra tấn hay ngồi tù là may cho em lắm rồi. Đừng làm gì ngu ngốc, hãy yên phận đi. Em quên rằng đến cả công xưởng cũng không thèm thuê em à? Nếu không phải là giáo viên cũ của tôi nhờ, tôi sẽ không bao giờ thuê em đâu. Nếu em hiểu rồi thì hãy bảo mọi người trong phòng 207 đến văn phòng gặp tôi. Bà chị Bun Ok đang rất là nóng trong người, sắp rớt nước mắt rồi, nhưng vẫn phải cố kìm nén cơn bực tức này không để nó lên ngôi trị vì bản thân, cố lấy tay lau đi nước mắt. Phòng 207 đã có mặt tại văn phòng của bà cô. Chính đôi tay của Răng Rô đổ ba lô quần áo của Soho ra. Tất cả là lỗi của em, là em đã xin bọn họ giấu anh ấy. Các chị và Son Hee không làm gì sai cả. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ta không phải là người biểu tình mà là một gián điệp? Cảnh sát đến đây để bắt một tên gián điệp, họ có thể dễ dàng biến các em thành gián điệp. Không những thế mà họ có thể biến mọi người trong ký túc xá này thành gián điệp. Tất cả các em đều biết nếu như phạm lỗi thì sẽ bị đuổi đúng không? Em sorry cô, các chị đã bảo báo cảnh sát nhưng em nhất quyết muốn giấu. Họ không hề biết em đã giấu anh ấy ở tầng 4. Em sẽ chịu phạt một mình, hãy để em chịu mọi trách nhiệm. Ok thôi, nếu em đã nói vậy thì em phải thu dọn đồ đạc và rời khỏi ký túc xá vào ngày mai. Răng Rô, tất nhiên là em ấy không thể tự mình làm được, nhưng mà Răng Rô là người cầm đầu chuyện này, vì cậu ta chính là bạn cặp của em, phải chứ? Em biết là không nên làm những chuyện dư thế này mà, bố của em chắc sẽ nô hốp lắm. Ba người còn lại, nếu còn vi phạm thêm bất kỳ một lần nào nữa thì sẽ bị đuổi ngay lập tức, không nói lăng gì nhiều nữa. Kể từ lúc này, các em sẽ không được phép nhận cuộc gọi nào từ bên ngoài nữa. Được rồi, các em có thể về phòng của mình. Giọt lệ của Răng Rô cũng đã tuông rơi, cuộc chơi dừng lại. Còn bà chị Hye-jong thì đến tìm bà chị Bun Ok hỏi cho ra lẽ chuyện này. Cô có thấy tận mắt tôi báo cáo không, hay chỉ vì tôi là một người trực phone nên tôi phải sợ cô? Cô nghĩ mình là cái thá gì chứ? Trừ việc nhà mặt phố bố làm to ra thì cô chả có gì giỏi giang hơn tôi cả. Chắc hẳn là cô rất sad boy khi không nhận được cuộc gọi nào vì một người ngu ngốc giả làm nữ sinh đại học nhỉ? Rồi thế là họ lắm tóc nhau bắt đầu lên sàn làm võ sĩ đánh nhau điên cuồng. Đột nhiên bà cô tới, làm họ mất hết cả hứng đi đường quyền. Cuộc tỷ thì khép lại ở đây khi chưa phân rõ thắng bại tại kỹ năng, nhưng thôi mọi người đành phải giải tán thôi. Mặc dù là vẫn chưa thưởng thức đủ màn trình diễn cực kỳ hấp dẫn đến từ vị trí của Hye-jong và Bun Ok. Rồi sau đó phòng 207 mở party để tiễn đưa Răng Rô ra khỏi ngôi trường này. Sorry nha, Răng Rô à, khi mà chỉ có mình em phải rời đi. Không sao đâu chị à, em cũng có lỗi mà, vì em mà mọi người thậm chí còn không được gọi điện. Em sẽ về nhà à? Đúng là như vậy, em sẽ đến nhà bố em. Ông ấy đã cưới một người rất phiền phức, kể từ đó em đã chuyển đến nhà bà sống, nhưng em sẽ đến nhà bố. Ui chao, hu hu hu, Răng Rô của chúng ta thật là đáng thương. Không sao đâu, mình sẽ rất vui nếu có thể giảm cân từ việc lén lút đó. Thôi cạn ly lào chị em ơi. Thôi lào đừng khóc nữa mà Son Hee, kể từ khi mà em bước vào ký túc xá này, lần đầu tiên trong cuộc đời em có được bạn bè và có được những người chị dư thế này. Em thật sự rất hạnh phúc khi được quen biết mọi người, thật lòng cảm ơn very much, cảm ơn tất cả mọi người. Dù là ngày mai chúng ta sẽ phải xa nhau rồi nhưng mọi người hãy cứ sống thật good, đừng có phiền lo gì về em nữa. Ai rồi thì cũng phải ra đi thôi mà, cuộc chơi nào thì cũng phải đến lúc dừng lại. Mong là chúng ta sẽ mãi mãi là chị em tốt của nhau nhé. Đưa tay đây lào, mãi bên nhau bạn nhớ. Rồi Răng Rô đi rồi nhà thờ cầu nguyện. Chúa ơi con đạo Phật, con nên làm gì đây? Con sắp bị đuổi khỏi ký túc xá rồi. Trước khi con rời đi ngài có thể ban cho con một chục điều ước được không? Làm ơn hãy cho Soho gọi cho con, làm ơn chỉ một lần này thôi. Rồi tiếng lòng cầu nguyện này của Răng Rô có vẻ đã được Chúa chấp nhận. Hình ảnh của Răng Rô đã hiện lên một cách rõ ràng và sống động ở ngay bên trong tâm trí của Soho. Trong lúc mà Soho đang đeo tai phone để cảm nhận từng tiếng lòng của Răng Rô thấp thoáng đâu đây, ngay trong phút giây này, lấp đầy trong tâm trí, bao vây khắp căn phòng, trốn không gian đang mông lung như một trò đùa. Anh xin lấy bút viết ra ghi lại thôi. Do ai, trách ai bây giờ đây? Từng phút từng giây thì vẫn đang trôi qua, phai nhòa dần ký ức giữa đôi ta. Và rồi Răng Rô dọn đồ để chuẩn bị rời khỏi ký túc xá, xách ba lô đi xa. Em nói chuyện điện thoại với ai vậy? À đó là friend của em, cậu ấy muốn thăm em trong kỳ nghỉ. Nhưng mà sao Răng Rô có thể vế hết đống đồ này đi được? Tôi đã gọi đàn em, họ có xe nên sẽ giúp chúng ta. Thank you chị, nhờ chị mà em easy hơn nhiều. Còn cái đống băng đĩa lậu hải ngoại này nữa này, mà cái này ở đâu ra thế? Có phải Soho mua cho cậu không? Cậu bị đuổi vì anh ta đấy. Sao anh ta vẫn chưa gọi cho
cậu nhờ, sao được chứ, anh ấy đang bị Florentino mà. Rồi bỗng nhiên có cuộc gọi đến cho Giang Dô, không thể nào mà tin được. Giang Dô vui vẻ tung tăng chạy xuống dưới để mà nghe điện thoại, rồi lại gặp bà chị Munoke. Chị ấy đã không còn vui vẻ như trước nữa, đưa điện thoại có vẻ hơi nhây nhưng mà có vẻ hơi quạo nha, tưởng đâu là Soho gọi nhưng nếu phải đó là bà mẹ ghẻ gọi vì đã hóng hớt được quả sờ to gì. Về việc Giang Dô bị đuổi khỏi ký túc xá, bảo đã chuẩn bị xe hãy mau về thẳng căn nhà này đi, rồi cúp máy liền tay, chẳng để Giang Dô nói một điều gì cả. Bước đi ra ngoài trông rất ư là buồn bã, nhưng mà tất cả những thứ này cũng đều là lầm lỗi của mình mà thôi. Móc quả dây chuyền trên cổ ra ngắm thì lại thầm nhớ đến Soho, không biết giờ anh ấy đang ở nơi đâu, đang làm gì ở nơi đó, không biết có an toàn hay chưa, liệu có còn nhớ đến mình hay đã quên tên của mình rồi. Thật sự là có rất nhiều suy nghĩ trong đầu vây quanh trong tâm trí của Giang Dô, đành phải chút hết vào lá thư. Tôi đã bảo anh gọi cho tôi mà, nhưng lại chẳng thấy anh phản hồi gì cả. Hôm nay tôi sẽ rời khỏi ký túc xá, cũng không phải là tôi nhớ anh. Soho thì đang chạy ở trong rừng, dưới chân là những đám lá sơ xác. Soho ngơ ngác đạp lên lá vàng khô, có vẻ anh đang tìm kiếm một cái thứ gì đó ở trong cái khu rừng rộng lớn này. Dạo quanh giữa những lùm cây, đi theo chỉ dẫn của mảnh giấy, và có lẽ Soho đã tìm thấy và lấy trong quả ba lô ra một chiếc sẻng nhỏ nhắn xinh xinh rồi bắt đầu đào bới. Có lẽ đây là quả sẻng của Doraemon, vì tốc độ quá nhanh và quá nguy hiểm, đào nhẹ nhàng mà nhanh chóng, lấy ra thì đây là một quả ba lô chứa đầy money bên trong. Thôi rồi, lần này là Soho phát tài rồi, không còn ngại ngùng khi mà khoe với Giang Dô là nhà mình là nhà mặt phố bố làm to, không có gì ngoài tiền rồi, chứ không phải là giàu nhất khu nhà nghèo hay nghèo nhất khu nhà giàu nữa rồi. Lần này thì có thể mua cho Giang Dô cả núi băng đĩa còn chưa hết đống tiền này nữa. Đang chạy thì thấy quả máy bay giấy bị dính trên hàng rào, không biết là của ai đây, hình như là của Giang Dô ném bị dính lúc trước. Còn mấy chị em trong trường thì mở party tiễn Giang Dô ra đi, tiễn người ta đi mà mấy chị em này vui vãi trưởng, không một ai quan tâm đến cảm xúc lúc này của Giang Dô cả. Ngoài chị em trong phòng, làm Giang Dô hơi bị buồn bã trong lòng, có một chút là tiếc nuối khi mà rời xa mấy chị em. Đột nhiên thì Son Hy Hòa khóc, không đành lòng khi mà phải rời xa người mà đã rất thân thiết với mình, sắp phải chia tay một người bạn thân dù gặp không lâu, nhưng mà đã gắn kết với nhau từ đầu. Soho bên ngoài thì mở lá thư ra đọc, thì ra đây là những cảm xúc mà Giang Dô vừa viết lúc nãy. Soho đọc thử xem nó viết gì, thì có vẻ Soho đã hiểu được tấm lòng của Giang Dô gửi gắm đến mình. Cảm xúc trong lòng đang tuôn trào bỗng chốc đứng hình, cảm xúc trong lòng đang tuôn trào bỗng chốc đứng hình, sắp tuôn rơi những giọt lệ, thì bỗng chốc có một anh trai nào đó đi tới định làm gì đó với Soho. Soho gấp thư lại, cẩn thận cất nó vào túi, sau đó bắt đầu chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Rồi thấy bên kia lại có mấy anh cảnh sát cũng đang ở trong khu vực này, nên quay xe chạy về hướng khác. Anh trai kia cũng sợ cảnh sát lên, cũng chạy đi theo Soho để tìm kiếm chỗ ẩn náu khỏi mấy anh trai cảnh sát này. Anh trai kia thì bị té trượt miệng xuống dưới, trượt tới cửa tầng hầm của ký túc xá, lấy chìa khóa ra mở cửa. Mở quá lâu nên Soho tới đẩy ra để bố mở cho nhanh bạn ấy. Sau đó tốc độ chạy vào trong ẩn núp, rồi cảnh sát chạy đến nơi đây, tiến về phía cánh cửa này lục soát. Khẩu súng lục trên tay, nhìn về phía cánh cửa, cẩn thận tiến đến cánh cửa. Cảnh sát ồ ạt ập vào phá tung cánh cửa, nhưng mà đều thấy một cái nồi gì ở đây cả. Không hề thấy một con ruồi gì nấp ở nơi đây luôn chứ đừng nói là Soho. Với độ ma mảnh và quen thuộc với tầng hầm này, thì Soho đã ẩn núp an toàn phía bên trong. Còn anh trai này thì cứ thắc mắc là cảnh sát đang đuổi theo bắt ai, họ tới đây để lấy nội tạng của mình sao, có lẽ họ đang đuổi theo anh à. Này cậu đã làm gì hả, chờ đã, sao cậu dám theo tôi vào đây chứ hả. Anh ta móc ra con dao găm định đâm Soho, nhưng Soho đang có tiền trong tay thì làm sao mà đỡ được, làm sao mà chơi lại Soho. Rồi bác bảo vệ đột nhiên đi lên, xong cả hai bị trói bằng cà vạt penthouse trong hầm cầu. Mấy anh trai cảnh sát thì lại tiếp tục chạy vào khu ký túc xá tìm kiếm Soho, tìm ở dưới tầng trệt thì vẫn chưa thấy bất kỳ một người nào ở đây cả, nên họ chia ra bắt đầu chạy lên lầu tìm xem lõ dư nào. Rồi anh ta xuống tới tầng hầm với cây súng lục trên tay mình đang cầm, từ từ bước chậm chậm, rồi có Soho ở phía sau tung chiêu la hán thập bát trưởng làm anh ta văng ra xa ngàn dặm. Rồi họ bắt đầu tỉ thí võ công, đi đường quyền với nhau, chẳng ai chịu nhường nhịn ai một chiêu nào cả, người tung người té, tất cả các chiêu thức thất truyền đều được tung ra từ hai bên. Sau khi áp đảo thì Soho lấy ba lô rồi chạy là thượng sách lên trên lầu, quan sát xung quanh rồi định chạy ra ngoài, nhưng đã có mấy anh trai chị gái cảnh sát bao vây khắp nơi đây rồi, đành phải chạy lại vào trong. Đột nhiên thì Giang Dô lại xuất hiện ngay trước mặt mình, không dám nhìn cô ấy đành phải quay mặt đi. Trước sự bao vây của mấy anh trai chị gái cảnh sát ở khắp tứ phía, biết mình chẳng thể nào mà thoát được khỏi nơi đây nữa, nên Soho đưa ra quyết định chớp nhoáng, bắt Giang Dô làm con tin. Mau bỏ súng xuống sau 3 giây nếu không cô gái này sẽ gặp thần chết. 1 2 3 4 2 3 1. Ây da, tôi đếm đến 4 miệng luôn rồi, để tôi đếm lại. Giang Dô cùng với mọi người thì đang rất hồi hộp và sợ hãi khi mà Soho sắp bóp còi. Bùm chíu, ok tập 4 dừng lại ở đây, chúng ta hãy cùng chờ đợi tập 5 để xem Soho có bóp còi để tiễn Giang Dô lên thiên đàng không nhé.